Xin chào quý vị và các bạn đang đến với lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam đến với SEA Games 32. Cụ thể là thi đấu trong ngày 11 tháng 5 2023. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị và các bạn bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 mới nhất, cụ thể là sau khi khép lại ngày thi đấu ngày 10 tháng 5. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại đây. Đến với ngày thi đấu ngày 11 tháng 5 2023, đoàn thể thao Việt Nam đang nhận về rất nhiều những sự kỳ vọng giành được những tấm huy chương vàng ở các bộ môn cho ngày hôm nay. Cụ thể chúng ta sẽ tham gia các bộ môn điền kinh, bơi, lặn, cầu lông, bóng rổ 5x5, bia, boxing, xe đạp, bóng chày, game online hiện đại, đấu kiếm, bóng sàn, bóng đá nam, đánh golf, cúp côn cầu trên cỏ, võ Khmer, bi sắt, cầu mây, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển và usu. Và sau đây thì chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị và các bạn thời gian và giờ giấc cụ thể của các môn thể thao trọng điểm. Vào lúc 9 giờ sáng, đội tuyển bóng rổ 5x5 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với đội tuyển bóng rổ 5x5 Thái Lan. Ở môn bóng đá nam thì ở lượt đấu cuối cùng tại bảng B, vào lúc 16 giờ tức 4 giờ chiều theo giờ Việt Nam, đội tuyển U22 Singapore sẽ có cuộc chạm trán với đội tuyển U22 Malaysia. Đây được xem là một trận đấu mang tính thủ tục và danh dự của hai quốc gia, bởi lẽ Singapore và Malaysia đã chắc suất bị loại. Trong khi đó thì ở cặp đấu muộn hơn, vào lúc 19 giờ tức 7 giờ tối theo giờ Việt Nam, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ U22 Thái Lan. Đây là trận đấu mang tính chất quyết định, đội bóng nào nắm giữ vị trí nhất bảng B để có thể chạm trán với đội nhì bảng A. Trong đó thì đội nhì bảng B sẽ chạm trán với đội nhất bảng A. Vào lúc 19:30, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có màn chạm trán với đội chủ nhà Campuchia. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi. Và cuối cùng trong video này thì chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị và các bạn bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 mới đây nhất. Cụ thể là sau khi khép lại ngày thi đấu ngày 10 tháng 5 2023, quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi. Ở trên màn hình thì quý vị và các bạn có thể trông thấy đoàn thể thao đến từ Việt Nam đã mang về 50 tấm huy chương vàng, 50 tấm huy chương bạc và 61 huy chương đồng. Qua đó thì tổng số huy chương mà chúng ta đạt được sau ngày thi đấu chính thức ngày 10 tháng 5 2023 là 161 huy chương. Trong khi đó thì chủ nhà Campuchia hiện tại đang nằm ở vị trí thứ hai, thua đoàn thể thao Việt Nam 3 huy chương vàng. Cụ thể thì họ có 47 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Thái Lan nằm ở vị trí thứ 3 với 47 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 53 huy chương đồng. Vị trí thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 là lượt thuộc về Indonesia, Philippines và Singapore. Các vị trí thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 và cuối cùng đó chính là Đông Timor. Quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin mới nhất liên quan đến SEA Games 32 tại đây. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông báo, những thông tin mới nhất liên quan đến channel của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!